is unjust. Theo hát lót chân đi Nike, bước giữa trời mây anh là một VIP pro. Cả anh trai hư thì hòn bao nhiêu, trái tim này hỏi rằng em ăn cơm chưa. Cây cung cười môi, thú cung gật đầu, đứng giữa đại ngàn là một bạn DJ. Vang những bài ca, đánh những bài nhạc, nhắn với một đời trời tỏ niềm tôi yêu em. Đứng giữa đại ngàn là một bàn DJ.